em để nước dừa em lấy, em nói là em uống được. Lúc mà hai bạn sao hỏi em cầm lại em uống được. Nước dừa không bị. À, em lấy của tay muốn luôn. Không không, em không có. Ừ. Rồi ok. Như em dám lấy của tay không? Ủa sao em coi em thấy có hai trái nước dừa thôi mà. Trái, một trái để ngay. Hai trái nước dừa. Còn trái kia nước gì? Rồi. À, cái việc đầu tiên á. Cái việc đầu tiên con sẽ nói về cái luật chơi đúng không? À, cái hai bạn luật chơi. Sau đó thì ngoài luật chơi ra con giới thiệu mời khách uống nước. Và con mời trước trong hai cái đó mà làm nào trước được. Thôi à, mời sau đi nói xong luật chơi. Rồi mời khách uống nước là hai vị sĩ ra bên vừa thì con nhớ giới luật chịu luôn hai vị sĩ á. Dạ. Hiểu không? Nó sơ qua hai vị sĩ luôn á. Trời thấy ông nhảy một cái mình hết hồn luôn á, quay qua thấy cái mặt của ông nhìn con bé vậy nè. Cái mình cũng tỉnh. Rồi đó, cái mặt này nhảy không. Mà lúc ra đổi này hôm nay nó hiền quá. Hiền. Chứ thường là đẩy và đẩy ngược lại á. Không nghĩ không ra không. À, thằng Nghĩa là khác rồi. Ủa em còn được chơi ở làm sao nữa, em tưởng là mọi người sẽ không mời em đâu. Không đến mức đó đâu em. Chị nhắc em là lần sau, chị nhắc em là lần sau đừng có đẩy anh mấy anh chán sĩ xuống nữa nha. Em có lần sau. Chị nói em mới nói luôn em kêu lụ mọi người tính mời em nữa hả? Em có lần sau hả? Tại vì mấy cái người mà nhảy nhiều quá được mời lại đó em. Mà em nhảy tướng. Để cho nhảy tiếp. Nhảy dáng đẹp không? Nhảy nhảy thôi. Đó là giờ tôi sẽ uống nước luôn. Nhảy luôn á. Ủa gì chăm mà chị cũng đem cái. Không không không, đây này chị nè. Trời ơi, cái máy đó trị giá 4 triệu đồng. Ủa cái màu đỏ của chị đây á hả? Ôi nó xào xào miệng nó dở dễ gì. Đó chỉ rồi đi. Còn lát nằm ngứa hả? Ủa sao cái mặt vậy? Cái mặt cái ghê vậy Trang ơi. Tới con bị tụt. Dạ. Đứa nào trang điểm cái mặt nhỏ ra ơi, giống như xác chết vậy trời. Ủa nó làm vậy luôn hả? Con bị tụt cái gì? Xe môi sao cho nó đi. Không, vẫn vậy luôn mà. Chú, tập này là cái tóc của MC chương trình tập này là như vậy. Tại vì khi mà gặp anh Bông Tiến là con không còn một chút máu nào nữa hết. Bắt cắp tông tay em, bắt cắp tông tay. Cái tông này là tông mới nhất của hết năm nay, hết trên năm nay. Cái đầu chính cái cổ đại. Hồi nãy sao không ai quay cận cái mặt của chú hết trơn vậy? Cứ lúc mà em quay lên cái chú kêu trời, nó bị sao? Đứa nghe là đứa nào kịch bản đứa nào vậy? Nó có biết là phát sóng đài truyền hình không vậy? Nó có biết phát sóng đài truyền hình không? Biết, cố tình á, cố tình. Cố tình sao được? Nhỉ chút xíu rồi phải tha son cho nó đàng hoàng lại chứ để thôi lên mình chết luôn á. Thì máu anh Bông Tím nè. Không ra nhớ sâu Điểu tán. Mặt ông rất nghiêm túc luôn á, ông định chửi này đó. Con Điểu tán. Con tiểu tam. Cái màu này là cái không màu rồi chú à. Chạy ra tới đây mới xỉu trước mặt mọi người mới xỉu chứ. Chỉ tưởng chú. Cái màu này là cái màu đang có hiện nay. Khỏi đừng có ghi hình nữa, bắt đầu. Vậy mình mới khó lên. Ra cái này dễ lắm. Cứ trang điểm bình thường đến cái lúc mà mất máu với cả bông tím á. Để động là nó sẽ bô rồi nó lại mà sao tự nhiên mất máu với em. Ai biết tụi nó cái kịch bản như vậy đó. À, muốn làm mất máu dễ lắm, nó cho hình nó mono xuống, nó cắt khúc đó ra nó beauty. Nó tiêu hình lại, nó làm emojin lên, nó làm cho cái hình mono. Bánh bèo mấy cái giấy CBD mà mất máu động miệng nổi luôn á. Ba tao vẫn nghiêm túc về vấn đề là sơn môi mọi người. Rồi bây giờ con sơn môi dưới rồi môi trên con không sơn. Sơn môi dưới không sơn môi trên. Nhìn mấy sức môi vậy. Không mà con gái là có phải có son nha.
lanh quá mà. Con sợ người ta bắt bẻ chứ không phải sợ đàn mình. Thực ra là câu nói câu quay lại mới hay. Dạ. Không? Cảm ơn các bạn đã quay lại chương trình Trí Khôn Ta Đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Trí Khôn Ta Đây. Ta. Kìa. Mày không làm là mày để nó biết không là một lát. Nó quậy đó. Thì quậy chứ hôm qua về con nằm luôn á chú, con uống Epiragan đó. Con còn 5 ngày nữa đó. Không biết rồi. Cẩn thận củi lửa. Nhỏ xíu mà. Không để nghi thì chạy nhanh mà để dễ. À, tại cái nhiều thì nó cũng ít mà. Muốn khó quá, tục chỉ sợ luôn. Vừa có chương trình nó mua trái rẻ tiền nhỏ nhỏ không? Chưa có chương trình của trái giỏi nhỏ. Cái này là chú đạo diễn tự tối chương trình luôn. Thì con hỏi coi ngày 4 tập 12 trái tiền đâu ra. Góc đồ Đà Lạt đi. Wow, đã quá mọi người. Đúng là vừa chương trình ngon. Thế mai là lạc chơi. Sẽ đi gần nhau chứ. Dạ, con cũng vậy. Mình gọi lại chỗ mà nghe nó chạy bộ đuổi rồi tính vào. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đã xong 2 ngày quay rồi nha mọi người ơi. Bây giờ cảm giác của Trâm rất là hào hứng luôn. Ủa em làm gì vậy baby? Dạ ý là chị nói là xong rồi đó không mọi người, xong rồi phải không mọi người? Ê, xong rồi nhưng mà không muốn tắt sao? Chị không nói nên lời luôn rồi mọi người ơi. Rồi cái ao từ nhỏ tôi tắm đây hả trời. Giờ chị hiểu cảm giác sao rồi đó. Trời ơi, hai đứa này nó ném. Giờ hiểu cảm giác rồi, ném con nhẹ lắm. Hồi nãy mà anh vệ sĩ anh ném một cái là chắc vui hơn nữa. Ném xuống một cái á. Không chạy nó xin đi chơi trò mạo hiểm đó chị. Cái nước đó, nó dù một cái nó lên mũi mình. Đã quá mọi người. Nữa không chạy nữa không nữa hả? Nữa không? Thôi để chị tự nhảy em ơi. Hãy coi kỹ thuật chạy của chị nè. Chị ơi khoan. Từ từ chị. Gieo mình chứ không phải là. Ủa chị đâu có buồn tình gì đâu mà chị gieo mình. Đứng lên đây nhảy xuống luôn đó chị. Nó tự nhiên cảm giác rung quá à. Không giờ chị cứ nghiêng là chị thả tự do nó nước. Múa ba lê. Tự nhiên sợ quá không dám nhảy. Tự nhiên bị ném. Sợ quá đây trời ơi, sợ quá. Sợ quá trời ơi, sợ quá. Má ơi không dám nhảy má ơi. Không dám nhảy, thực sự là không dám nhảy luôn. Đang rất sợ nha. Bà nào xô tôi vậy? Bà biến đâu? Bà nào? À. Em tiếp động lực cho chị. Ôi trời ơi. Em vẫn ở đây chờ chị lên. Bây giờ hình như mọi người đứng đó canh đi xô em xuống bà luôn hay gì trời. Em chưa có tháo toilet ra nè. Trời đồ mà. Cái gì? Chưa tháo toilet. Thắng
lấy thẻ luôn rồi nó bàn giao nguyên bộ luôn rồi cho lấy lên thảo rồi cháy thiệt luôn á, muốn đôi luôn bị thương rồi nè, tháo quá của mình đó chị, chưa nấu rồi lết chị. Ừ. Dây còn lét hả? 16 triệu. Chị cứ đền thôi chị, gửi rồi nhưng mà bình thường thôi mà. 16 triệu. 18 triệu. Quay lét. Trời ơi bà ơi, cái mặt của bà nãy em thiệt luôn á, em không có chịu quay cái mặt của bà bây giờ nè. Trời ơi chị đó có gì là cái dây đâu chị phải biết chứ. Ôi nè. Ê, trời ơi, chết rồi. Ủa mà sao vậy ta, dưới nó có gai hả? Chết rồi. Mọi người có bị không, vậy là do chị á, chắc là do ăn ở á chị. Ờ do ăn ở, do ăn ở. Em không có nói, em chị đưa chị xuống thôi. Bà kêu là do ăn ở cho nên cái này là do gai á mọi người, do chăm đó. Thôi rồi, tôi dán không mất tiêu rồi. Đây đây đây, đi giúp với chị nè chị. À cảm ơn mọi người. Có gì đâu chị, không có đâu em chị. Ê, quay vô cái cạnh, cạnh cảnh vô cái ngón chỗ chảy máu mới đã nha, lên YouTube mới ăn nè. Nè chú, chảy máu thì nè. Rồi, giả thiệt. Bậy rồi. Không, chảy máu rồi, nãy chắc quay rồi, quay rồi. Ê, cái đó là do bị xước cái cây á. Bàn giao luôn rồi. Somebody lấy luôn rồi. Tự nhiên người ta tự nguyện, người ta nhảy cũng chửi người ta nữa. Chửi chứ, khôn quá hả? Trời ơi. Sao đi đâu? Vô tắm đi, rửa nó sạch lại cái đi nè. Đi 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 đi. Lâu lâu mới được nhảy mà. Không có sao đâu, dai á. Em nhảy xuống xong cái chân của em đạp vô cái thành ấy á. Khách mời bao nhiêu người, người ta không bị sao, mắc mới vậy em bị sao? Chị chính gì khách mời không bị, mày bị đó. Em cái này gọi là em bị nghiệp quả. Ừ, trách nhiệm cho mọi người đó em. Mọi người.